Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 với bài tập cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 36 luyện tập tiếp theo. Bài số 1 đặt tính đồ tính. 63 ta trừ cho 38 3 trừ 8 được ta lấy 13, 13 trừ 8 cùng 5, 5 ta trả 1. 3 1 4, 6 trừ 4 cùng 2. 70 ta trừ cho 26. 0 ta trừ 6 được ta lấy 10 trừ 6 cùng 4, 4 trả 1. 2 1 3, 7 trừ 3 cùng 4. 14 mà ta trừ 9 được 5. 5 trả 1. 4 30 ta trừ cho 5. 10 ta trừ 5 cùng 5, 5 trả 1 nghĩa là 25. Bài số 2 tính theo mẫu. Mẫu 100 chúng ta trừ cho 27 bằng 73. 0 ta trừ 7 được ta lấy 10, 10 ta trừ 7 cùng 3, 3 trả 1. Nghĩa là 2 đó còn 1 là bằng 3, còn 1 nhớ là bằng 3. 10 ta trừ 3 bằng 7. À, đây người ta họ nói thầy mới vừa nói xong á. 0 ta trừ cho 0, 0 trừ được 7, như vậy ta lấy 10, 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 là nhớ 1. 2 thay 1 là 2 ta cộng 1, cộng hoặc là thay cũng được, bằng 3, 10 ta trừ 3 là bằng 7, viết 7. Vậy là 100 ta trừ cho 27 là bằng 73. 100 ta trừ 14, 0 mà ta trừ cho 4 không được, ta lấy 10. 10 trừ 4 còn 6, 6 là trả 1, 1 còn 1 bằng 2, 10 là trừ 2 còn 8. 0 là trừ 7 được lấy 10, 10 trừ 7 còn 3, 3 trả 1, 3 1 còn 4, 10 là trừ 4 còn 6. 0 là trừ cho 6 không được, ta lấy 10, 10 trừ 6 còn 4, 4 trả 1, 5 còn 1 là bằng 6, 10 trừ 6 bằng 4. 0 trừ 9 không được, ta lấy 10, 10 trừ 9 còn 1, 1 trả 1. 2 1 3 10 trừ cho 3 bằng 7. Bài số 3 đặt tính đồ tính. 0 trừ 9 không được ta lấy 10, 10 trừ 9 còn 1, 1 trả 1. 1 1 2, 10 trừ 2 bằng 8. 10 ta trừ 6 không được. À không, ta trừ 6 không được, ta lấy 10, 10 trừ 6 bằng 4, 4 trả 1. 6 và 1 bằng 7, 10 trừ 7 bằng 3. 0 ta trừ 5, không được ta lấy 10 trừ 5 bằng 5. 5 ta trả 1. 7 1 8, 10 trừ 8 bằng 2. 0 ta trừ cho 4 được, ta lấy 10 trừ 4 cùng 6, 6 ta trả 1. 9 cộng 1 bằng 10, 10 ta trừ 10 là bằng 0, khỏi cần ghi. Bài B tính nhẩm. 100 mà ta trừ cho 60 là bằng 40. 100 mà ta trừ cho 80 là bằng 20. 100 ta trừ 90 là còn 10. 100 ta trừ 10 là còn là 90. 100 ta trừ cho 30 là còn 70. 100 trừ 50 là còn là 50. 100 trừ 7 là còn 3, 70 là còn 30. 100 ta trừ cho 40 là bằng 60. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 4. Đặt tính đồ tính theo mẫu. 100 ta trừ cho 5. 0 ta trừ 5 không được, ta lấy 10, 10 trừ 5 còn 5, 5 ta trả 1. 10 ta trừ cho trả 1 còn là 9. Này, ngay chỗ này thì người ta họ nói này, 0 không trừ được cho 5. Cho nên chúng ta lấy 10, 10 ta trừ cho 5 là bằng 5. Viết 5 ta nhớ 1, viết 5 ta nhớ 1. Ta lấy 10 ta trừ 1 là còn là 9, viết 9. Vậy là 100 ta trừ cho 5 là bằng 95.
100 ta trừ cho 7. Không ta trừ 7 được, ta lấy 10, 10 trừ 7 còn 3, 3 trả 1. 10 ta trừ cho 1 cùng 9. Không ta trừ cho 8 được, ta lấy 10, 10 trừ 8 còn 2, 2 ta trả 1. 10 ta trừ cho 1 cùng 9. Không ta trừ 4 được, ta lấy 10. 10 ta trừ cho 4 là bằng 6, 6 ta trả 1, vậy còn là 9. 100 ta trừ cho 9. Không ta trừ 9 không được, ta lấy 10, 10 trừ 9 cùng 1, 1 trả 1. 10 ta trừ cho 1 cùng 9. Bài số 4B tính nhẩm. 100 ta trừ 1 còn là 99. 100 ta trừ trừ cho 6 là còn là 94. 100 ta trừ cho 0 là còn là 100. 100 ta trừ cho 3 còn 97. 100 ta trừ cho 2 còn 98. 100 ta trừ 100 là bằng 0. Bài số 5. Tìm lỗi sai trong mẫu phép tính sau rồi sửa lại cho đúng. 100 ta trừ cho 6 là đây là người ta đặt sai. Cái số 6 này nó chúng ta sẽ đặt ở đây này. Đặt cái hàng đơn vị này chứ không phải là đặt bên này, đặt sai. Vậy là 100 ta trừ cho 4. Không ta trừ cho 4 được, ta lấy 10, 10 trừ 4 còn 6, 6 ta trả 1, vậy là 96. Câu này là chúng ta làm gì đây? Không ta trừ cho 8 còn được, ta lấy 10 trừ 8 còn 2, 2 ta trả 1. 3 còn 1 còn 4, 10 ta trừ 4 còn 6, 6 mà đã ghi 7 là sai. Đây là bằng 2, 2 ta trả 1. 3, 1, 4, 10 ta trừ 4 còn 6. 98 ta trừ 36. 8 ta trừ cho 6 là bằng 2. Còn 8 nó lớn hơn còn 6, chúng ta không có mượn nha. Chứ đừng có nãy gì chúng ta cứ mượn mượn riết rồi chúng ta vừa bây giờ chúng ta làm mượn là sai, không phải. Cái con số bị trừ này mà nó lớn hơn số trừ, lớn hơn hoặc là bằng thì chúng ta không có mượn, mà nó nhỏ hơn chúng ta mới mượn. Và ngay chỗ này thì chúng ta không mượn thì chúng ta lấy 9 ta trừ cho 3 cùng 6, đây trừ cùng 5 là sai. Nên là còn 2, 9 là 6, 62. Bài số 6. Buổi sáng cửa hàng bán được là 100 chai sữa, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng là 9 chai. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa? Ta lấy 100 ta trừ cho 9 thì ra buổi chiều. Số chai sữa buổi chiều cửa hàng bán được là số chai sữa cửa hàng bán được trong buổi chiều là chúng ta lấy 100 ta trừ đi cho 9 là bằng 91 chai sữa. Đáp số chín mươi một chai sữa. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.